Xin chào các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn bộ cò 3 mảnh và 2 mảnh thì hiện tại mình đang có. Đấy, thế thì dành cho các bác nào? Dành cho các bác nào mà cái bộ cò ấy mà nó hay bị trượt búa, không bám búa rồi nó bị lỗi này lỗi nọ. Đấy thì các bác có thể chuyển qua cò 2 mảnh. Thì có 2 mảnh ở đây mình có 2 dạng. Đấy, thứ nhất là dạng full đầy đủ. Đấy là full đầy đủ các vị trí tất cả luôn. Và dạng thứ hai là dạng không lấy thanh nẹp lò xo, dạng như thế này. Bởi vì một số các bác chơi ấy, thì đa số các bác có sẵn rồi. Đây là cò 3 mảnh nhé. Đấy, cò 3 mảnh mình cũng đều có luôn. Đấy, thì bộ cò của bác nào lỗi ấy, thì thường thường các bác chỉ có thiếu mảnh cò đấy, chứ còn mấy cái này các bác vẫn có đủ. Thì các bác sẽ lấy cái này. Đấy, thì giá của bộ cò 3 mảnh và cò 2 mảnh ấy, đấy mà nó full đầy đủ thế này này, thì nó là hơn 200. Đấy, còn cái này là có hơn 100 thôi. Thì bác nào cần thì các bác liên hệ với mình. Đấy, chứ nói với bạn là chơi mà cái bộ cò mà nó không được như ý ấy, thì nó rất là bực và nó không an toàn. Đấy, nó không an toàn. Thì mình cũng biết những cái trường hợp ấy. Mấy ông đi bem với nhau ấy. Đấy, ông đi trước ông đi sau lên búa xong mà chưa bem ngay ấy, nó bật cho cái như nó đâm vào eo ấy, sượt qua eo một phát, sượt thủng eo luôn ấy. Đấy thì rất nhiều các trường hợp khác nữa. Thế thì đấy là cái vấn đề của cái bộ cò. Thì bạn nào mà cò có vấn đề thì các bác hãy lắp một bộ cò 2 mảnh. Đấy, các bác bóp chơi ấy, nó sẽ hơi nặng hơn. Các bác sẽ thấy nó hơi nặng hơn thằng 3 mảnh. Đấy, thế nhưng mà nó lại an toàn. Chính vì nó an toàn tuyệt đối, thế nên nó mới lại nặng hơn. Đấy chưa, còn thằng này nó rất là nhẹ nhàng, nó nhẹ. Nhưng mà chính vì từ cái nhẹ đó nó mới lại không an toàn bằng. Đấy, những bộ nào ok thì không nói. Được chưa? Các bạn lên búa có thể các bạn đập cây củi nó cũng không bật. Thế nhưng những bộ nào nó không ok. Đấy, cái này mình lại để ngược mất rồi. Những bộ nào nó không ok thì nó rất là nguy hiểm. Đấy chưa? Thế nên là các bạn cũng rất phải chú ý cái vấn đề đó. Đấy, thì bạn nào cần thì các bạn liên hệ với mình nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.